Các anh chị nghỉ lễ chưa? Off school for holiday chưa? Các anh chị nghỉ lễ chưa? Tại sao không được nghỉ? Chưa hả? Tuần tới mới nghỉ phải không? I mean this week, right? This week is the last week, phải không? Sao không được nghỉ? Thì mình thấy bên Việt Nam cái gì cũng nghỉ hết trơn đó. Hỡi chút là nghỉ, hỡi chút là nghỉ. Đang đi làm nửa chừng cái sao xin về ăn đám cưới. Ăn đám cưới. Hay là đi ăn giỗ, hay là đi ăn birthday, ngày thường đó, ngày thường đó. Ở bên này cuối tuần biết không? Không cần biết đám cưới, đám hỏi, đám gì không cần biết. Ngoại trừ đám ma thôi, ok, ngoại trừ đấy. Ngoại trừ đám ma thôi, tất cả đều phải dời lại cuối tuần hết. Tại vì mình đi làm mình được chỉ được có 6 ngày nghỉ thôi. 6 ngày nghỉ. Với lại 6 ngày nghỉ trong năm đó nha các anh chị. Với mấy ngày lễ chánh. Với gì nữa ta? Với mấy ngày lễ chánh. Với ngoại trừ đám ma. Đám ma là. Nhưng mà trong trong thân, trong gia đình mình có thân nhân mất á, thân nhân ruột thịt mất á nha. Ví dụ cha mẹ con cái, anh chị em mất đó thì mới được nghỉ. Yeah. Thành ra với lại hình như mấy ngày sick leave day thì phải. Dạ 6 ngày đó, hình như có 6 ngày gọi là sick leave day đó. Các anh chỉ làm sao làm. Ví dụ mình bởi vì tất cả đám cưới, đám hỏi, đám giỗ, đám gì đó không biết, ngoại trừ đám ma thôi. Chết đâu có lượng ngày đâu. Phải không? Chết đâu có lượng ngày đâu, ngoại trừ đám ma thôi. Còn tất cả các đám khác thì phải dời lại cuối tuần hết. Chứ còn ngày thường mà mình nghỉ hết 6 ngày đó là mình nghỉ nữa là không có ăn lương. Đấy. Nó đi họp thì thường thường á, mấy ngày lễ chánh thì được nghỉ. Với mấy ngày mà gọi là mấy ngày của thầy cô mà phải cho học trò nghỉ để gì đó, để kiểm soát lại cái gì đó, I don't know. Gọi là teacher day đó, không phải là ngày lễ của các thầy cô, nhưng không phải, mà sometime trường trường cho học trò nghỉ để họ họ làm gì đó, I don't know. Mới có một tuần thôi mà đừng nhớ tới anh. Trời, đã nói người ta đừng nhớ mà. Yeah, I think this Friday is the last day for school. Rồi mấy em được nghỉ qua tới New Year luôn. Được nghỉ the whole almost 2 weeks I think. Thứ sáu này là mấy tây ta? Yeah, nghỉ cho tới January 7th. Gần như là 2 tuần. Ok các anh chị, let's start. Hôm nay mình học gì nào? Hôm nay các anh chị muốn học gì nào? Hỏi thử coi trả lời đúng hay không. As long as you still in my room, you have to follow my room, phải không? Phải không? Đó là cái luật của room này, phải không? Phải không? Giống như bà Tiểu My nói, as long as you still in my house, you have to follow my room. Làm bài tập hả? Thôi, ít quá. Mình học thêm một thì nữa đi rồi mình làm, ok? Mình học thêm một thì nữa đi. Hay là muốn làm bài tập?
gì Austin nữa. Ok, let's start nha. Hôm nay mình sẽ học qua cái thì thứ bảy. Học nhiều nhiều thì mới dễ làm bài tập hơn, phải không Trang chị? Giúp câu gì? Không có được nói chữ mi làm bài gì, đồ hôi. Làm một cái bài dài thòn nha không? Ok, let's see. Hôm nay mình học qua cái thì thứ bảy, phải không? Yes. Ủa, chưa chưa chứ hôm bữa mình chưa làm bài tập về cái past continuous, right? Phải không? Yeah, enjoys talking, talking part in sport là gì? Huh? Talking, gì? Nó is, thôi đi, không chịu làm đâu, coi lộn xộn. Ok, để coi, let's see bài tập sao ta. The verb and the tense and the past. Ok. Cái công thức của past continuous là gì các anh chị? Okay, so far mình học simple past and past continuous, right? Taking part. Ý nói là mấy cái câu mà lộn xộn chúng mình không hiểu nghĩa là gì. Ok, mình sẽ làm bài tập về cái phần này. Mình học hai cái phần này rồi phải không các anh chị? Nhớ nha, past tense là ở cột thứ hai của động từ bất quy tắc hay là động từ thường thì mình thêm ed, đó là past tense. Thí dụ go, went and gone. Past tense nó sẽ là went. Okay, went. I went to school. Right? Okay, rồi, đó là past tense. Còn động từ thường, I play. Lạnh quá. I play piano. Động từ thường thì mình thêm ed. Còn động từ bất quy tắc thì mình nó nằm ở cột thứ hai. Các chị thuộc động từ bất quy tắc không nào? Nhớ không, mình có 6 group. Học hết 6 group chưa? Các chị học được mấy group rồi? Hả? Các chị học được mấy group rồi? Trả lời đi, answer đi. Học. Mới có phần nữa thôi hả? Các anh chị nhớ nha, cái động từ bất quy tắc nó rất là quan trọng. Mình cần phải học đó. Hồi xưa Tiểu My học dữ lắm á, học dữ lắm, bởi vì bây giờ Tiểu My mới thuộc dữ như vậy á. Okay, đừng có học mỗi chỗ một ít, phải học mà phải học từng group trước. Anh chị bắt buộc phải học đó, để không thôi mình mất khỏi mất công gặp từ điển, lật từ điển. Phải không nè? Right? 6 group nào hả? Nhỏ ca mới vào room hôm nay phải không? Hôm nay phải không? Có biết động từ bất quy tắc là gì không? Do you know what the irregular verb is? What is the irregular verb? Có biết động từ bất quy tắc là gì không? Ví dụ cái group thứ nhất,
mình có những cái chữ mà nó giống nhau. Thế trời, bây giờ phải ôn lại nữa. Biết ví dụ group thứ nhất mình có những cái chữ giống nhau như vậy: hit 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 put put red red set 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 mid mid la 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 set 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 fit 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 hurt 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 cut 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 bad red bad quick 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 bit 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 sweat 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 slip slip slip. Đại khái như vậy. Khi đó là group thứ nhất. And năm group kia nữa. Bây giờ ngồi đây ôn lại này hả các anh chị? Có cần ôn lại không? Hả? Tùy các anh chị ha. Tụi mình commit for almost 3 hours cho các anh chị mỗi ngày đó. Muốn học cái gì tụi mình cũng 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 chịu hết trơn. Không cần phải không? Ok, đại khái là như vậy. Ok. Nghĩa là mình chia ra thành 6 group. Và mỗi group nó có cái phần gì đặc biệt tựa tựa với nhau, cũng giống như cái group thứ nhất mình có chữ hit 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 là khán giả. Nghĩa là mình vừa đọc cái chữ đầu, mình phải đọc liền hai cái chữ sau đó là mình phải học thuộc lòng. Ok. Rồi, bây giờ tới what else? Rồi, đó là cái past tense. Ok, là mình sẽ dùng cái cột thứ hai của động từ bất quy tắc. Go and gone, so went. Hay là động từ có ed của động từ thường. Ok, played. Right. Đó là past tense. Bây giờ past continuous thì cái công thức nó sai các anh chị. Thì mình sẽ dùng chữ was, quá khứ của động từ to be, was hay là were, right? Cộng với cái động từ có ing. Đó là công thức. You know, I was talking. On the phone when she came. So was talking. Nghĩa là mình nói về cái quá khứ diễn tiến. Tôi đang nói chuyện điện thoại đó khi mà cô ta tới. Khi đó là hai công thức. Giờ mình áp dụng vô bài tập. Right. Khi nào mình dùng simple past and khi nào mình dùng past continuous. Nhớ dùng cái động từ cho đúng nha. Thí dụ Timmy cho các anh chị câu này. Khi mà mình nói về cái động từ bất quy tắc thì các anh chị phải cho 3 chữ. Ok. Nhớ nha, cho 3 chữ. Còn khi nào mà mình nói về động từ thường thì các anh chị phải cho cái ending sound là T, D hay là ID. Thí dụ, go. The truck go very fast when it hit our car. Chiếc xe truck thì nó chạy rất là nhanh khi mà nó đụng chiếc xe của mình, của chúng ta. Rồi, các anh chị làm câu này đi. Past, please, past. Past. Cho 3 chữ luôn nha. Nếu mà động từ bất quy tắc phải cho 3 chữ luôn, please. 3 chữ luôn. 3 chữ luôn. Yes, phải đề là hit, hit, hit. Okay. Hit, hit, hit. Mình tập học như vậy riết là cho các anh chị sẽ nhớ luôn, khỏi cần lật từ điển. Okay. Yeah, that's right. The truck was going very fast when it hit our car. Okay, hit hit hit. Ba chữ luôn. Okay, next one. As I crossed the street,
two cars raced by me at the full speed. Truck, yeah, truck là chiếc xe chở hàng đó, thường thường chở đồ đó. Khi mà tôi băng qua đường á, hai chiếc xe nó đua đó, hai chiếc xe đang đua bên cạnh tôi với một cái tốc độ rất là khủng khiếp. Full speed là over speed limit đó, nghĩa là chạy quá tốc độ đó. Hai chiếc xe nó đang đua với quá tốc độ đó, mình dịch như vậy đó. Full speed là khoảng bao nhiêu các anh chị? Ở đây trung bình đó là nhanh nhất có chỗ mà speed limit lên tới 80 luôn á. Ở bên California thì mình thấy trên cái freeway có nhiều chỗ nó đến 80 speed limit, nghĩa là tốc độ trung bình đến 80 luôn á, bên California. Còn bên Texas này nó là cao nhất là hình như là 75 hay là 70 thì phải. 75 hay 70 thì phải. Full speed là khoảng hơn 100. 200 km một giờ là bao nhiêu bao nhiêu mile? Giờ full speed là chạy hết ga luôn đó, cái kim đồng hồ chỉ 140 nó chạy 140 luôn á. Ok rồi, làm câu này đi các anh chị. Khi mà tôi băng qua đường, hai chiếc xe thì chạy ok, mình dùng cái continuous ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Ở chỗ nào? I think we use the continuous for the first pair, the first statement. It's at crossing, I mean, I was crossing, right? The street. Khi mà tôi đang băng qua đường đó, thì hai chiếc xe nó chạy, nó đua với một tốc độ kinh khủng. I không biết dịch câu này làm sao cho nó xuống. Yeah, was crossing. Okay, nó makes sense hơn. Were crossing and raced. Cái ending sound của race là gì các anh chị? Thì mình không có nói để các anh chị làm. Cái ending sound của race là gì? T, D hay là race it? T hả? Tại sao là T? Tại sao là T? T hả? Raced. I don't think so. Raced. Raced được chứ hả? Raced. No, không phải đâu. Mình bỏ chữ E đi mà phải không? Yeah, raid. Okay, raid. Mình bỏ chữ E đi phải không? Phải không? Let me double check then. I think raid. Chứ không phải rate. Let me double check that. Nhiều khi tụi mi học như vậy mà các anh chị làm cho tụi mi bối rối. Okay. Okay. Let's see.
TT to the. Oh, it didn't show. Theo cái chị nghĩ nó là T hay là D hả? Rate, race. Thì đúng rồi, CE ở phía sau nó là S. Rate, race. Ok, I don't know. Để mình nhớ nó là D. Ok, hold this, ok? I will check it later, ok? I will check it later. Let me check, để cho mình coi một chỗ nữa cả nhà. Ending. 6 of. D. Okay, it's number. Okay, I couldn't find it. I couldn't prove it. So hold right there. Cancel is ending. Okay, chúng mình không có thể check được. Hold this one, okay? Hold this one. I double check later, okay? Okay, now. Yeah, chúng mình đọc là rate, chứ không phải là rate. Thường thường á, ok, các anh chị đọc cái này nha. Place. Ending sau là gì? Hả? No, no, no. Phải không? Place. Phải không? D hay là T? Hả? T hả? Plate. Plate hay là blade? Ok, let me check this later, ok? So cái raised. Tiếng Nghĩ 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 nó là đi mà phải không? Trong bài nó nói là đi mà phải không? Let me check it over later, okay? T hả? Người nói T, người nói đi. I don't know. Bài nó để là đi. Ok, thôi, hold it đi. Giam cái câu này lại đi. Ok. Rồi, next one. Không, không sao hết trơn. Mình học với nhau mà. Thì mình còn thích như vậy nữa. Nhiều khi. Ok, now. Đúng rồi, cái CE nó là âm S ở phía sau place. Âm S ở phía sau nhưng mà I don't know. Ok, không 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 cãi nữa. Thì mình sẽ kiểm lại sau, ok? Ok nào. We move on please. Câu này nha. When we meet the Bucks in 1954, they live in Cleveland. Khi mà chúng tôi gặp Bucks ở đây là gì các anh chị? Hả? Bucks ở đây là gì? Hả? Có nghĩa là ending sau là T hả? Tara. Ok, hold hold that, ok, hold that. Bug ở đây là gì các anh chị? Khi mà chúng tôi gặp gặp gì? Bug ở đây là gì? Gia đình, ok, mình dịch là gia đình. Gia đình họ Bug. Hay là Nguyễn, ok, gia đình Bug. Đấy, chúng tôi gặp gia đình Bug năm 1954 đó, thì họ sống ở Cleveland. Cleveland là một cái tiểu bang. Yeah, phải cho ba chữ như vậy nha.
Ok, động từ to meet mình không có dùng continuous được phải không các anh chị? Yeah, so mình sẽ dùng quá khứ là met, met, right? Met, mình học như vậy. And living, okay? They were living. Good. Okay, next one. Blade, blade, blade. No, I think later is right. Nhiều khi mình học bài memory nó nhiều hơn là bài bài rule, bài công thức. Có nghĩa là nhiều khi cái chữ đó mình đọc, mình nghe đọc hoài như vậy thành ra mình biết, mình không có cần mà phải dùng luật. Cái như vậy chúng mình nhớ play được, chứ không phải là plate. Okay, now next one. Our English teachers give us an examination yesterday. Câu này thì dễ rồi. Nhớ nha, động từ bất quy tắc phải cho ba chữ. Chị giỏi thì Ba chữ please. Give, give, given, right? Yeah, give, gave, given. Cho ba chữ nha các anh chị please, để cho các anh chị nhớ luôn, ok? Nhớ luôn. Okay, next one. The boy fall and hurt himself while he ride his bicycle. Cái cậu bé đó thì té và đau trong khi mà cậu ta cưỡi cái xe đạp của cậu ta. Cho ba chữ nhờ. Please. Và bị thương chính cậu ta hả? Thì mình dịch là đau cho rồi đi. Ba chữ đâu? Fall, fell, fell. Đâu phải fall đâu. Phải không? Cho ba chữ luôn please. Fall, fell, fell. Right? Hurt, hurt, hurt. Phải không? For fail for. Phải không? For fail fail hay là for fail for? Đâu phải fail viết vậy đâu. For fail fallen. For fail fallen. Yeah, that's right. Đâu phải for fail fail vậy đâu. Phải không? Các anh chị nhớ cho ba chữ nha. Fail mới là fail fail. That's right. Nhưng mà for. Fall là té xuống á. Fall down là té xuống á. Fall, fell, fallen. Ok, hurt, hurt, hurt. Đấy. Anh chị học phải học ba chữ, đừng có học hai chữ. Phải học ba chữ luôn và học thuộc lòng như kiết vậy đó. Fall, fell, fallen. Ok, that's right. Fell and hurt. And was riding, yeah. Okay, next one. Bill had breakfast when I stopped at his home this morning. Bill nó đang ăn, I mean không dịch gì. Bill nó ăn sáng khi mà tôi ngừng nhà nó. Nghĩa là tôi lợi nhà nó. Buổi sáng này cho cái ending sau luôn please. Cho cái ending sau luôn. You stop đó. You stop viết sai nha. Tại sao là T? Phải biết trả lời tại sao luôn nha. Tại sao là T? Stop có cần double P không? Stop có cần double P không?
Dạ, tại vì chữ chữ phố phải không? Chữ phố. Dạ, chữ stop phải double P. Đừng nhớ tới anh với lại nông dân. Biết tại sao double P không? Hả? Biết tại sao không? Tại cuối cùng là một phụ âm, đứng trước nó là một nguyên âm thì mình phải double cái phụ âm đó. Hay không phải sao ô nha. Tại vì cuối cùng là một phụ âm, đứng trước là một nguyên âm, thế nên mình phải double cái phụ âm đó. Thế. So worth having. Cái động từ to have ở đây nó không phải là linking mà nó là action, phải không các anh chị? Thành ra mình được dùng cái continuous. Ok. Chữ nhân. Trong room này mình không nói về chính trị nha. Ok. Mình chỉ nói về chính em thôi, chính em chính trị. Room này là bàn về chính trị. Ok. So đây động từ to help ở đây có nghĩa là ăn. Như các anh chị mình dịch là ăn. Khi mà động từ to help mà dùng cho ăn với mình dùng cho ăn với uống ấy, thì mình được quyền dùng cái thì continuous. Ok. Bill nó đang ăn sáng khi mà tôi ngựa tôi là ghé nhà nó khá như vậy. Was having and stopped. Stopped her hay là stopped the. Yeah, stopped. Right? Stopped. Okay, next one. Bài tập rất là nhiều. Khi nào các anh chị muốn ngừng thì nói stopped. Okay. When I leave my office last night, it rained still very hard. Khi mà tôi rời cái văn phòng tôi tối hôm qua, trời nó vẫn còn mưa rất là lớn. Ba chữ, please, ba chữ, ba chữ. Leave, love, love, phải không? Leave, love, loved. Phải không? Ba chữ, please. Nhớ nha, đụng tới động từ bất quy tắc phải cho ba chữ, giống như là nông dân làm vậy đó. Ok, khi mà tôi rời cái khi mà tôi đang rời office á, thì trời khi mà tôi rời office á, thì trời các anh chị thấy chữ still không? Các anh chị thấy chữ still không? Still là vẫn còn đang phải không? Thành ra mình dùng cái continuous right there. Ok. Yeah. When I left my office last night, it was still raining very hard. Okay, next one. Mr. Brown borrowed the money from Mr. Wilson 2 weeks ago. Ông Brown thì mượn tiền của ông Wilson 2 tuần trước. Ending sao là gì? Ending sao là gì? And cái borrow có cần double không? Tại vì cuối cùng là một phụ âm đứng trước nó là một nguyên âm, có cần double không các anh chị? Hả? Có cần không? Tại sao không? Hả? Tại sao không? Phải biết trả lời tại sao. Tại sao không? Yeah, vì nó có cái double rồi. Two vowel đâu mà two vowel. Vậy per cho per 2 trứng học gì lộn. Đã nói rồi. Cuối cùng là chữ double. Nó đã có cái âm là double rồi. Mình không cần lặp lại một cái double nữa. Okay. Đó là đặc biệt cho cái động từ cuối cùng bằng chữ double you. Right? Nên mình nhớ nha, mình đã nó đã có double rồi mình không cần double nữa. Okay, đó là cái luật. Nhớ vậy cho nó dễ. Okay.
Sau đây mình không cần double. And một cái gì nữa, cái borrow nó hai âm phải không các anh chị, và mình nó không phải nhấn âm cuối cùng phải không các anh chị, mình đọc là borrow, mình đâu có đọc đọc là borrow đâu, không chừng nào mình đọc borrow maybe mình đọc double maybe thôi, okay, chứ chưa chắc nữa, right? Phải không, đồng ý không nào, nó đâu phải nhấn âm cuối cùng đâu mà double, phải không? Thành ra đó là hai cái yếu tố để mình không double. Yếu tố thứ nhất là cuối cùng bằng chữ W, đã nói là double rồi, các anh chị không cần double nữa. Yếu tố thứ hai là nó không phải nhấn âm cuối cùng, okay. Thành ra mình cũng không cần double luôn. And ending sound nó sẽ là chữ D, phải không? Borrowed, right? Tại vì nó theo luật chung, cuối cùng không phải là TD, mà cuối cùng không phải là cái câu mà chó sủa sung sau khắp phố phường, ha ha ha. Đấy. Ok, next one. Có người hỏi, chị mi không nhấn nha. Cái này có double không các anh chị? Có người hỏi trong khi âm á. Phải vô room này với chị mi mỗi ngày, ok? Để biết có double hay không. Có không? Tại sao có? Hả? Tại sao có? Yes, tại vì nó nhấn âm cuối cùng chứ không phải là âm hai, đừng nói âm hai. Âm hai nhiều khi mình quên, ok? Mình phải nói tại vì nó nhấn âm cuối cùng. Mình đọc là begin. Mình bỏ dấu sắc vô cái âm cuối cùng phải không? Nhấn âm có nghĩa là bỏ dấu sắc vô. Begin. Đấy, nhấn âm hai, nhấn âm cuối. Thành ra đây mình sẽ double. Mình đâu có đọc là begin đâu. Okay. Yeah, nhớ nhớ là nhấn âm cuối, phải nhớ như vậy, ok, nhấn âm cuối chứ không phải là nhấn âm hai. Anh chị nhớ cái điều này nha. Nhấn âm cuối mới double. Cái này có cần double không? Quá khứ chứ. Cũng phải double hay không mà, phải không? Cái này có cần double không? Tại sao không? Hả? Tại vì nó không phải nhấn âm cuối cùng. Ok, nó nhấn âm 2. Right? Mình sẽ đọc là discover. Cover. Right? Mình đâu có đọc là discover. Khi nào các anh chị đọc là discover, các anh chị mới double. Ok? Ai mà ngọng thì double. Ai mà ngọng thì double, còn ai không ngọng thì khỏi khỏi double, okay, right? Tại cái này nó nhấn âm hai chứ không phải là âm cuối, rồi right. Phải trả lời như vậy, okay. Thôi cái này mình một hồi mình sẽ ôn lại, mình cũng có cái phần ôn lại, mình đang học về thì đó các anh chị, 12 thì tất cả, so far mình học 6 thì rồi, right? Còn 6 thì nữa thì thế nào mình cũng có ôn đi ôn lại mấy cái phần này hoài. Ôn đến chừng nào các anh chị nhắm mắt cũng nhớ nữa thì mới được, right? So borrowed, okay, borrowed, không cần double. Okay, next one. Nhớ nhau, bất vi tắc thì ba chữ. Còn ed thì phải có ending sound. Hello công tử bột. That tourist lose his camera while he walk around the city. Cái người du khách đó đó thì làm mất cái máy chụp hình trong khi mà ông ta đi 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 thăm viếng vòng vòng thấy thành phố á. Đi thăm viếng, walk around có nghĩa là đi thăm viếng vòng vòng cái thành phố, hay là đi bộ vòng vòng cái thành phố. Tourist thì mình nói, mình dịch là đi thăm viếng nó nghe hay hơn. Lose, right? Lose. That's right. Cho ba chữ nha, đi tham quan đó, già, đi tham quan, đi thăm viếng.
Nhớ cho ba chữ nha các anh chị, please. Lose, lost, lost, right? Và làm giống như là nông dân, như là good. And was walking. That's really good. Okay, next one. Câu này nha, cẩn thận nha. The two men agree about the plan when they come into the office. Hai người đàn ông đang đang gây với nhau về cái kế hoạch đó, về cái kế hoạch đó khi mà tôi bước vào cái văn phòng. Kính chào các anh chị mới vào room. Hai người đàn ông mà. Hai người đàn ông mà. Hai người đàn ông. And irregular verb come. Nhớ cho ba chữ please. Ba chữ. Yeah, were agreeing. Phải không? Were agreeing. And come can come. Come can come. Chị phải thuộc thuộc lòng như vậy, ok? Please. Học với tiếng mi mà các anh chị còn dở là dở thì thôi. Ok, now next one. Come, come, come. Ba chữ như nha. Thanh, 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 thân an gì đó. Thanh, thanh an. Our host at the party last Saturday, I mean Saturday night, treat us very kindly. Những cái người host dịch là gì các anh chị? Host dịch là gì? Những cái người mà tiếp mình á, những người chủ nhà hả? No, host, host là chủ và chủ, I don't know. Cái host này là cũng hẳn là không hẳn là chủ nhà nữa. Thí dụ như trong buổi tiệc, thí dụ như đám cưới đi, mình kêu con cháu mình host, okay? Hay là anh chị em mình host, nghĩa là gì? Nghĩa là những cái người mà chủ trì đó, và chủ trì đó, những người chào đón quan khách rồi này kia đó, khá như vậy. Người tổ chức, người chào đón quan khách là già, là khá vậy đó. Cũng những người này cũng chưa hẳn là chủ của cái buổi tiệc đó, cũng chưa hẳn là chủ nha các anh chị. Nghĩa là những cái người mà chào đón quan khách, mời quan khách, hay là phục vụ, hay là người tiếp đón, đại khái như vậy, giống như cái MC vậy đó, okay. Người đón tiếp đó già, chưa hẳn là chủ nha, chưa hẳn là chủ của buổi tiệc, hay chưa hẳn là chủ nhà, okay. Những cái người đó. Ok, ở đây treat it. Tại sao là treat it? Tại sao nó là âm ID it? Tại sao các anh chị? Tại cuối cùng nó bằng chữ T hay là chữ D thì mình sao thành chữ it, right? End it, want it, treat it. Okay, next one. Phải biết trả lời tại sao nha các anh chị. Không có được copy and paste, okay? Cuối cùng nó là âm T hay là âm, cuối cùng nó là chữ T hay là chữ D. The telephone ring. Why I take my shower this morning? Điện thoại reng trong khi mà tôi tắm sáng này. It's cold. Put one more shirt. Put one more. One more shirt. Lạnh quá đi, mặc thêm cái áo nữa.
Ring, ring, run. Run, right? Ring, ring, run. Yeah, the telephone rang. Well, the telephone rang while I was taking my shower this morning. Yeah, I was taking. Very good. Okay, next one. Khi nào muốn ngừng thì nói nha. Tại bài nó có cả trăm câu luôn á. At the beginning of the semester, this last seemed quite easy. Lúc bắt đầu khóa học, cái lớp này dường như là rất là dễ. Gì chưa hết đã stop rồi. Anh chị làm câu này đi. Anh chị làm câu này đi, please. Tại sao đây mình dùng cái thì passive vậy? Hả? Tại sao đây lại dùng cái thì passive? At the beginning. Đây là một cái phrase verb. I mean, đây là một cái phrase, okay? Mình gọi nó là preposition phrase, okay? At the beginning, mình không có sửa được, okay? At the beginning, so cái beginning nó là gerund, okay? Nó là gerund, nó là một cái phrase gọi là cái gì? Preposition phrase. Mệnh đề giới từ hay là mình có những cái phrase đó, những cái idiom đó, những cái phrase đó, idiom phrase đó, hay là in the morning, at the beginning, okay, and then mình không có sửa được. Of the semester, this class sim. Cái class đó, nó sim. Mình đâu có dịch được là cái class nó à, được dường như phải không, hay là bị dường như. Mình đâu có dùng cái passive ở đây các anh chị, phải không? Mình đâu có dùng cái passive ở đây. Mình không có nói là was seem. It's so funny, okay? Just say seem. Nó là linking verb, okay? Đồ vật hay là súc vật, mình dùng cái động, mình dùng cái linking verb được. Seem nó không có làm được cái hành động đó, thành ra nó sẽ là linking. Ví dụ mình nói because coffee, the coffee seem khá như vậy đi, hot được, okay. Chứ mình không có nói là the coffee was seemed hot, nghe funny, okay. Thì mình cũng apply luôn. The class seemed quite easy. Phải không? So seemed ở đây nó sẽ là ending sound, nó là gì các anh chị? Yeah, nó sẽ là D. Okay, nó theo cái luật chung. Hầu hết các động từ thêm ed thì phát âm thành d, ngoại trừ hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cuối cùng bằng t ở d, mình sẽ phát âm thành it, end it, want it. Và trường hợp thứ hai thì mình phải nhớ cái câu là chó sủa, son
sao anh em xôn xao khắp phố phường, ha ha ha. Nghĩa là những cái động từ cuối cùng bằng những cái chữ đầu của cái câu đó thì phát âm thành chữ thị. Okay. Rồi, next one. The teacher interrupt us just as we finish the last page. Nghĩa là gì? Cái người thầy đó thì nói ngừng, stop, nghĩa là interrupt, nghĩa là mình đang thi đó, hết giờ rồi, ổng nói stop, có nghĩa là ổng interrupt, mình đang còn viết cái câu cuối cùng, đúng không? Còn đang đánh cái câu cuối cùng, ổng nói stop, so he interrupting, đấy. Hai cái này, cái finished mình không có dùng cái continuous được. Dạ, cổng tử bộ biết what you doing. You know what you doing, right? Cái finish, khi mà mình nói finish là nó chấm dứt tích tắc, phải không các anh chị? Nó không còn kéo dài cái finish nữa, phải không? Chị nhớ nha, có nhiều cái động từ nó chấm dứt tích tắc ngay tại chỗ. Mình nên mình không có dùng cái continuous. Okay. Khi mà mình nói xong có nghĩa là cái hành động xong nó chấm dứt ngay lập tức. Right? Ngay lập tức. One minute later is not finished anymore. Phải không? Không còn finish nữa. Right, rồi cho cái ending sau đi. Quá khứ là ET thôi. Nếu mà that's good point. À, đừng nhớ tới anh just mention. Khi mà các anh chị học động từ bất quy tắc thì những cái động từ nào mà không nằm ở trong những cái động từ bất quy tắc mình học có nghĩa là nó là động từ thường. Đồng ý không nào? Sao cái interrupt thấy lạ lạ phải không? Đừng nhớ tới anh phải không? Thì như nó không phải là động từ bất quy tắc thì phải. Đúng không? Mình sẽ đặt câu hỏi liền. Thì nếu mà không phải động từ bất quy tắc nghĩa là nó nằm không có nằm trong cái list bất quy tắc mình học thì nó sẽ là động từ thường. Và nếu động từ thường thì mình thêm ed. Các anh chị phải thuộc hết động từ bất quy tắc 6 cái group đó thì các anh chị sẽ nhận ra khi nào nó là động từ thường, khi nào nó là động từ bất quy tắc. Thế bắt buộc mình phải học, ráng học thuộc hết cái list đó. Right. Ok. So không biết quá khứ là gì, nó là động từ thường thì mình chỉ thêm ed thôi. So có hai động từ trong câu, mình dùng thì past tense hết, phải không các anh chị? Dùng thì past tense. Interrupted. Tại sao nó là interrupted các anh chị? And finished. And finished. Tại sao interrupted and tại sao nó là ED and T? Tại hoài đến chừng nào mà các anh chị la làng thôi. Yeah, tại cuối cùng nó là chữ T. Và cuối cùng nó là chữ shown, phải không? Chữ shown. Okay. Và cuối cùng nó là chữ SH, là chữ shown. Okay, next one. Giờ các anh chị master rồi đó. Master động từ thường với động từ bất quy tắc rồi đó. Okay, next one. No. Cái nhờ mình trước, phải không? Nếu mà các anh chị không học làm sao Tiểu My giúp các anh chị được. Chuyện gì cũng vậy, mình phải giúp mình trước rồi người ta mới giúp mình, phải không? Nhờ các anh chị học trước, right? Rồi tụi mình phụ thêm thôi, ok? Phụ thêm thôi, đồng ý không nào? Chứ nói nhờ tụi mình đâu được. Tụi mình có giúp các anh chị mà các anh chị không học thì cũng như không. When the student hear the bell, they get up and leave. Khi mà
mà học trò nó nghe tiếng chuông reo đó, nó đứng dậy thiệt là lẹ và rời khỏi lớp. Sợ ông thầy quá đi, vừa nghe tiếng chuông reo đã đứng dậy liền, không vội vã chạy ra khỏi lớp liền. Ở lại với ổng giờ phút nào là kinh hoàng giờ phút đó. Câu này nghĩa là như vậy đó, khi học trò là vậy đó, chán thì thôi. Cái cô bé này cứ gọi hoài hả? Ok. Làm câu này đi các anh chị nhớ nha. Ending self and cái irregular verb. Get, got, gone. Không? Get, got, gone. Hear, heard, heard. Không? Cho ba chữ luôn đi please. Chắc này chưa thuộc bài nên không dám cho ba chữ. Cái khi động từ to hear. Tại sao các anh chị ưa dùng cái thì mà thì ở passive quá vậy? Nghe là nghe chứ còn được nghe là gì? Hùng. Có nhiều khi biết không? Mình phải làm sao cho nó rắc rối, cho người ta tóc tai dựng đứng để chứng minh là mình học, mình biết nhiều biết không, nhưng mà chứng minh chật chứng minh chật yeah, các anh chị có quyền chứng minh cho người ta biết là mình biết nhiều, mình là người thông thái, mình là người có học, mình là người biết nhiều đồ này kia. Nhưng mà phải chứng minh cho đúng kìa, thế chứng minh cho đúng kìa. Cũng giống như là nói tôi sơn cái nhà thì nói cho rồi đi, bày đặt nói passive cho người ta biết là mình rành về cái passive phải không? The house is painted by me. Trời ơi. Nói như vậy người ta còn cười, người ta còn còn dũa lại nữa. Sơn cái nhà thì nói sơn cái nhà đi, còn bày đặt nói là cái nhà được sơn bởi tôi nữa. Em chỉ nhớ điều này nha, mình càng nói cái chuyện gì mình nói giản dị dễ hiểu tốt hơn là mình nói cầu kỳ văn hoa gì đó. Ok. Ở đây mình không có được nói là khi mà những cái học trò được nghe tiếng chuông reo. Không, việc như vậy nghe kỳ phải không các anh chị? Những cái học trò được nghe tiếng chuông reo, tại vui mừng quá thành ra mình dịch là được. Còn khi nào mình buồn buồn thì mình dịch là bị, phải không các anh chị? Ở đây nếu mà dùng passive thì mình sẽ dịch là được. Nhưng mà không có ai dùng passive ở đây hết trơn. Cái sự nghe của những cái người học trò đâu có cần ai cho đâu. Mình đâu có cần cho họ để họ nghe đâu, tự họ nghe được mà, phải không? Thành ra đây mình sẽ dùng cái động từ quá khứ mà thôi. Ok. Giờ ở đây mình không có dùng continuous at all. Tại vì ba cái sự việc này nó xảy ra gần như là cùng một lúc. Đồng ý không các anh chị? Khi mà nghe tiếng chuông là tụi nó get up và tụi nó đi ra khỏi phòng liền tại chỗ. Right? Ra đây mình đừng có dùng cái thì continuous ở đây, cả ba đều là past tense. Yeah, hear, heard, heard. Get, got, gone. Leave, left, left. Mình chỉ phải cho ba cái chữ như vậy để chứng minh là các anh chị thuộc bài. Ok. Ok, next one. My friend Louis buy a new spring coat last week. Còn cha nữa hả? Cha là chưa thuộc bài. Buy but bought. Right, buy but bought. Sau đây mình sẽ dùng bought
Okay. My friend Louis bought. Okay, next one. Hỏi đi. We eat still our dinner when Mr. and Mr. Holt arrive. All right. Yeah, I tried the best way to Okay, 39 đồng á. Phải nhớ nha, là một năm. Okay. Ở trong cái email right? Yes, nhưng mà tốt hơn nên vô gặp tụi nó. Okay, vô gặp admin. Tốt hơn vô gặp admin. Mình nói chuyện rõ ràng hơn thì nó mới proof được. Cái cô bé sao băng vô trong help room đi. Khi vô trong help room đi. Nhưng mà phải nói rõ ràng là một năm nha, chứ không phải là một tháng. Okay, now we're still eating. Yeah, we're still we mà chứ đâu phải là I đâu mà was heo heo trắng. Còn arrive em biết sao là gì các anh chị? Không biết, cô bé sao băng không biết. Arrive em biết sao là gì? Tại sao là T? Các anh chị nhớ cái âm Y không đọc. Nhớ nha, cái âm Y không đọc. Thành ra cái âm cuối cùng nó sẽ là âm V. Ok. Âm V. Thành ra âm V nó không có nằm trong hai cái trường hợp T hay là ID, phải không? Thành ra nó sẽ rơi vào cái trường hợp chung là D, phải không? Thành ra nó là arrived. Ok, chứ không phải arrived. Arrived. Giờ nhớ nha, cái bởi vì nãy thì mình confuse cái động to place đó. Và cuối cùng mình phát âm nó thành S nhưng mà bỏ E đi nó sẽ còn là C. Nha, tí mi đang confuse cái đó, để tí mi check over, ok. Khi okay, cô bé vô trong help room, ok, có người sẽ giúp cô bé trong đó. Ok, now next one. Mr. Harvey asked me about the plans the next time he see me. Ông Harvey đó thì hỏi tôi về cái chương trình đó, chương trình của tôi lần kế khi mà ông ta thấy tôi. Anh chị làm câu này đi. Nhớ cho, còn động từ bất quy tắc phải cho ba chữ please. Xin so xin, đúng không? Cho ba chữ luôn, please. Còn động từ mà thường á thì phải cho cái ending sau là T hay là D hay là I hay là ID. Cái câu này ở quá khứ hay là ở hiện tại các anh chị? Giang micro phải cho ba chữ and ending sau please. Câu này ở quá khứ nha. Okay. Mình tại vì tại sao ở quá khứ? Tại vì mình đang học quá khứ. Câu trả lời dễ quá mà, phải không? No. Câu này bắt buộc ở quá khứ tại vì mình đang học ở ở quá khứ. Cái tại sao câu này ở quá khứ các anh chị? Đừng có thấy next time mình tưởng là ở future hay là ở hiện tại. No. Cái này là kể lại. Okay. Thường thường quá khứ là mình kể lại một cái sự việc gì đó. Đừng có nghĩ next time là hiện tại hay là tương lai nha. Mình được quyền kể lại.
Ồ, à, biết không? À, cô ta nói với tôi là cô ta sẽ gặp tôi, sẽ gặp tôi ngày kế next day phải không? Ngày kế next day. Nhưng mà cô ta cho tôi leo cây. Xí, mình có thể mình kể lại trong quá khứ được mà, phải không? Phải không, Pearl? Phải không? Cô ta nói với tôi là cô ta hứa với tôi là cô ta sẽ gặp tôi lần kế sau cái bữa đó. Next time, see, phải không? Next time after that day. Biết cô ta cho tôi leo cây. Pearl không có được cãi, không có được cãi. Thầy cô nói gì cứ nghe đi, nghe đúng ngay chốc mình cãi là mình thua cả cái chắc. Các anh chị đồng ý với chị My không nè? Mình có quyền mình kể lại những cái sự việc ở quá khứ phải không? Mình và mình dùng cái chữ next time cũng được. Chị My, dịch câu đó đi. Cô ta nói với tôi là cô ta gặp tôi lần kế. Dịch câu này đi. She told me. Dịch câu này đi. Các anh chị dịch đi coi có phải các anh chị cũng dùng chữ next time ở đó không? Phải không? Nhưng mà sau đó cô ta không có show off. Khá gì vậy? Yeah. Ok, sau đây mình sẽ dùng cả hai đều là quá khứ hết. Phải không? Asked and saw. She saw seen. Oh, she saw seen and asked. Ending sound là T. Tại sao vậy các anh chị? Tại sao ending sound nó là T? Yeah, tại chữ cup, phải không các anh chị? Trong cái câu chó sủa xôn xao cup, tại chữ cup, right? Không phải khê là âm câm. Oh, ở đây không dùng luật được với Tiểu My nha, tại Tiểu My dốt về luật không, Tiểu My chỉ thuộc theo Tiểu My thôi. Tại chữ cup, chó sủa xôn xao cup phố phường, mình thuộc cái câu đó là mình nhớ. Ok, next one. Okay, the train for Miami leave. Oh, I'm sorry. Let me pause this first. The train for Miami leave Rand. I mean Rand Central Station. Đây là cái nhà ga at 5 o'clock. Yeah, Lee left, left, right? Lee left, left. So the train left, okay, left. Okay, next one. Okay, the movement. He hear the news. Jim call me by telephone. Ngay cái lúc mà ông ta nghe cái tin tức đó đó thì Jim nó gọi tôi, nó gọi điện thoại cho tôi. Yeah, that's very good. Hear, heard, heard. Right? Hear, heard, heard. Was calling. Was calling nó hay hơn. Nó sống động hơn, phải không? Chim nó đang gọi điện thoại cho tôi. Ok, next one. Chị nhớ cho ba chữ nha, để cho mình học thuộc luôn. Since you leave last year, many unusual things happen. That's what you want, right? I don't know. It's up to you.
Các anh chị muốn làm bài tập luôn buổi tối này cũng được, hay là các anh chị muốn học cái mới cũng được. Ok. Ok, câu này các anh chị. Giờ đây mình dùng cái past tense, mình không có được dùng cái continuous. Ok. Con wrong with here. Sao chữ này lại sai ta? Let me check this over. Review and đúng mà đâu có gì sai đâu, tại sao nó để sai ta? Corner. Ok, next one. Khi nào các anh chị nói stop thì tiếng mình stop rồi mình học cái mới. Ok. Yeah, I don't know. Hoa trắng muốn học cái mới có ảnh hưởng gì tới cái bài bài thi hôm, nếu mà ngày mai thi thì nên nên học bài thi đi. Ok, nên học bài thi đi rồi heo trắng thắc mắc cái điều gì thì thì chúng mình sẽ help thôi. Ok. Yeah. Cái bài thi quan trọng hơn. I see a bad accident. Why I wait for you at this corner? Bye, quay trắng. Good luck. Okay. Tôi thấy một cái tai nạn, một cái tai nạn, a bad accident là khủng khiếp đó các anh chị, mình dịch như vậy đi. Trong khi mà tôi đợi bạn ở góc đường này nữa. Làm câu này đi các anh chị. Yeah, she saw sin, thấy không? I saw a bad accident. Why I was waiting for you on this corner. Very good. Okay, next one. The two men discuss the election when we interrupt them. Hai cái người đàn ông thì đang bàn cãi thảo luận về cái cuộc bầu cử đó đó. Khi mà chúng tôi gián đoạn họ thấy như vậy. On this corner. At the corner, in the corner chứ hả? In the corner, đâu có ai nói at the corner đâu, phải không? In the corner, I don't know. Yes, ở đây mình sẽ dùng cái T continuous for discussing, okay, discussing and interrupted, thấy không? Nhớ cho cái ending sau nha, bạn tâm. Tại sao nó là tiệt? Tại sao là interrupted? Phải biết trả lời tại sao nha các anh chị. Yeah, tại cuối cùng nó là âm T, interrupt, RUPT. Right, so mình sẽ phát âm thành tiệt, interrupted. Okay, next one. Ba chữ. The agent sell Mr. Land a house in North Plains at a low price. Cái người dịch là gì cả? Agent là cái người mà bán cái người mà agent dịch là gì? Người đại lý hả? Đại lý nghe phân nỉ hả? Người đại lý hả?
Người đại lý thì bán cái nhà cho ông Len. Và người đại lý thì bán cái nhà cho ông Len. Ở cái Cunard Plains với một cái giá thấp. Sell so, right? Sell so. Good. Okay, next one. Khi nào stop, các anh chị nói stop nha. Còn không làm hoài. I see not Roger at all since he moved to his new apartment. Tôi thì không thấy Roger gì hết. À đó là gì cả, gì hết. Tôi không thấy ông ta gì hết trơn á. Kể từ lúc mà ông ta dời dọn nhà vô cái apartment mới của ông ta. Nếu mà nhiều người nói stop thì Tiểu My stop nha. Còn một người Paul thì không stop. Ok. Trong room 81 người thì ít nhất là phải 10 người nói stop. Ok. Đúng là phải phân nửa mới được á. Ok. Ok, mình dùng quá khứ, please. Mình làm bài tập về quá khứ chứ mình không có chơi với hiện tại. Ok, we don't deal with the present tense. Yeah. Mặc dù đây mình có thể dùng cái thì mà perfect cũng được, present perfect cũng được, nhưng mà ở đây mình đang nói về quá khứ. Okay, so I didn't see, right? I didn't see since he moved. Cho cái ending sound please, moved, right? Cái ending sound luôn please, bằng tâm nhăn nhó gì? Là yeah, cuối cùng là V. Catherine waved at us happily as soon as she sees us there. Catherine thì vẫy tay với chúng tôi, chào chúng tôi một cách vui vẻ khi mà ngay khi mà cô ta thấy chúng tôi ở đó. Nhưng mà ở đây đang làm bài tập về quá khứ, ok, chứ không phải làm về hiện tại. Waved. Cho cái ending sao luôn đi, please. Wave. Wave gì? Wait. Hay là wait. She's so seen. Yeah, she's so seen. Nó là the, right? Wait. Okay, next one. Good. Okay, mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 more to go then. Còn 6 câu nữa qua cái loại bài tập khác. Nhưng mà các anh chị muốn stop phải không? While we have the picnic, it start rain. Tiếp hả? Tiếp thì tiếp. Trong khi chúng tôi có picnic, trời bắt đầu mưa. Yeah, we were having. Hay hơn. We were having. Khi mà chúng tôi đang có cái picnic á, thì trời bắt đầu mưa. It started. Phải không các anh chị? It started raining. Hay là it started to rain. Phải không? It started raining. Hay là it started to rain. Cái nào cũng được. Còn động từ rain nữa. Mình không có nói là it started rain nha các anh chị, mà it started raining hay là it started to rain. Ok. Khá như vậy. It started raining hay là it started to rain.
Okay, next one. Cái rending ở đây nó là không phải là động từ nha các anh chị, hay là it started to rain, nó cái gì các anh chị nhớ không? Nó là verbal, là động từ giả, and nó function in this case is what is a noun. Okay, is a noun. Trong thao thoát này có nhiều người tự nhiên giận Tiểu My một cách vô lý, giận hoài. I'm innocent, giống như Pearl vậy đó. Yeah. My không có làm gì hết trơn á, không giận à. Okay, next one then. Where are you? Dễ thương thì thôi đi đó mà giận hoài. Ok, let's see. Tiếp tục nha các anh chị, tiếp tục nha. Tức là Paul đó. Ok, next one. Ok, làm câu này đi các anh chị, làm câu này. Let's see. Blend. Where is it? Yeah, câu này nha, câu này. Giờ này mà good morning gì? Ở bên đó là trên New York là Washington DC là giờ này là 10 giờ rồi. Sammy wait for us when we get off the plane. Sammy thì đợi chúng tôi á, khi mà chúng tôi xuống máy bay và mình dịch đúng rồi đó, mình dịch xuống máy bay nó nghe hay hơn phải không? Cho cái ending sau đi please. Get got gone, phải không các anh chị? Get got gone. Phải cho cái cho ba chữ chứ, cho ba chữ, sorry. Cho ba chữ đi please. Yeah, nếu mà các anh chị dùng cái past thì các anh chị phải cho ba chữ. Còn ở đây thì mình dùng got được không? Past tense được không? Hay là cần phải past continuous? Sam waiting for us, right? Sam was waiting for us when we got off the plane. Cái hành động get off mình không có nên dùng cái continuous luôn. Tại sao? Cái gì các anh chị? Khi mình got off cái plane là nó sẽ chấm dứt liền sau đó cái sự get off, right? Đồng ý không nào? Thấy không các anh chị? Mình xuống máy bay thì một tích tắc sau cái hành động xuống máy bay nó chấm dứt liền. Phải không? Các anh chị hiểu chỗ này không? Mình xuống máy bay thì một tích tắc sau cái hành động mình xuống nó chấm dứt liền. Thành ra khi mà nó hành động mà nó chấm dứt liền như vậy thì mình không có dùng cái continuous. Ok. Thành ra đây mình dùng cái continuous waiting được, nhưng mà cái to get đó, động từ get đó mình không nên dùng cái continuous. Ok. So đây mình sẽ là was waiting and got. Ok. Sammy was waiting for us when we got off the plane. Okay, next one. What you do when you break your leg? Bạn làm gì khi mà bạn bạn bị gãy chân á?
Làm câu này đi các anh chị, please. Câu nào? And this is the question sentence. The câu này là câu hỏi nha các anh chị. Phải đặt câu hỏi nha. What were you doing when you broke, okay, break, broke, broken, phải không? Break, broke, broken. Ở đây mình dùng cái thì continue cho cái break được không các anh chị? Không được, phải không? When you broke, broke, nghĩa là mình bẻ cái chân mình nhiều lần cho nó chết luôn cho rồi đi. Nhưng mà các anh chị dùng cái continuous ở đây là cái chân của anh chị bẻ bẻ nó nhiều lần phải không? Bẻ một lần nó chưa đau, mình phải bẻ hai ba lần luôn, right? Mình mới dùng cái continuous case. Bẻ đi bẻ lại. Bẻ đến chừng nào cho nó chừa luôn, phải không? Cho nó chừa thôi. Okay, next one. Còn hai câu nữa nha, còn hai câu nữa nha. Mình đang thực tập hai thì quá khứ simple past and thì quá khứ diễn tiến past continuous. I listen to my iPod so I hear not the fire alarm. Alarm. Tôi nghe cái iPod của tôi khi I mean yeah. Các anh chị thấy tại sao đây mình dùng cũng đều là nghe, nhưng mà tại sao một cái mình dùng cái listen, một cái mình dùng cái hear? Các anh chị thấy cái động từ to hear, cái hear ở đây là nghe, ở đây dùng rất là hay. Tại sao mình không có nói là I hear mà I hear to my iPod, hay là I hear my iPod? Yeah, một cái chủ động, một cái action and một cái linking. So khi mà mình biết nó là action thì mình có thể mình dùng continuous được, so listening được. Trong khi đó cái hear ở đây là linking, nên mình không có nói là hearing được. Okay? Yeah, một cái chủ động, một cái bị động. That's good question. I mean that's good answer. Okay, I was listening, so I didn't hear. Very good. While I write the email, the computer suddenly go off. Hai cái từ này nghĩa là gì các anh chị, giống nhau không? The computer go off hay là the computer go down? Hay là down? Các anh chị, khi nào mình nó go off and khi nào mình nó go down? Off là tự nhiên nó tắt, phải không? Down là mình dặn lên không được nữa, gọi là down. Nói về computer đó, okay. Khi người ta nói my computer is down, có nghĩa là hư rồi, okay, hư rồi. Còn off là nó tắt, nó tự nhiên nó tắt một cái cục, nhưng mà mình có thể mình reboot nó được. Okay. Rồi trở lại câu này. Cho ba chữ nha các anh chị. Nếu mà là irregular verb, why I
While I was writing, the computer suddenly went off. Okay, went off, but went gone. So went, right? Went off. Ok nữa không nào? Làm nữa không nào? Nữa không? Ok, golden baby lucky. Tại sao không không double T ở đây các anh chị? Trả lời giùm cho golden đi. Tại sao đây cái writing mình không có double T? Ha? Thêm mấy câu nữa hả? Ok, đợi. Trả lời câu này trước đi. Các anh chị phải biết mình đang làm gì nha. Tại sao đây cái writing không có double T? Hả? Yeah, tại đó là cái luật. Những cái động từ nào cuối cùng bằng chữ y, phải không? Mình bỏ chữ y đi rồi mình mới thêm ing. Các anh chị cũng chưa nắm vững về cái luật, phải không? Những động từ nào cuối cùng, right? Right. Thì mình chỉ cần bỏ chữ y đi rồi mình mới thêm ing. Type. Right? Rồi mình thêm ing. Typing. Thấy không? Nếu mà như vậy thì cần phải học nữa. Các anh chị phải học đến chừng nào mà các anh chị nhớ tự nhiên. Nhớ tự nhiên không cần suy nghĩ. Okay. Thấy không? Các anh chị phải học đến chừng nào mà các anh chị tự nhiên. Cái điều đó tự nhiên mình làm không cần suy nghĩ tại sao hết trơn. Nhưng mà đến chừng người ta hỏi thì mình phải biết tại sao. Okay. Rồi, any question? Giờ làm tiếp nữa phải không? Làm tiếp phải không? Yeah, học đến chừng nào mà không cần suy nghĩ nữa mới được. Ok, now next one. Yes, exercising while my mother cooked dinner. We played in the garden. Trong khi mà mẹ tôi nấu ăn tối á, chúng tôi chơi ở ở ở, ở trong vườn á. Và nhớ cho cái ending sau nha, giống như là Phạm Cao biết chăm á. Why my mother was cooking dinner, we played, phải không? We played in the garden. Ok. Cái này mình dùng cái continuous cho cái động từ to play được không các anh chị? We were playing được không? Được không? Cũng được phải không các anh chị? Cũng được, right? Cũng được. We were playing. Ok, cũng được. Vì cả hai cái hành động xảy ra cùng một lúc. Ok, next one. We all sleep when some terrible noise wake us up. Chúng tôi, tất cả chúng tôi thì ngủ á, khi mà có vài cái tiếng động rất là lớn, tiếng ồn ào rất là lớn đánh thức chúng tôi dậy. Yes, we all were, right? Were sleeping. Cái sleeping này có cần double P không? Cuối cùng là một phụ âm, là P đứng trước đó là một nguyên âm là E. Mình phải double cái phụ âm đó. Nhưng mà trường hợp này có cần double không? Hả? Tại sao không?
Dạ, tại có đến hai cái nguyên âm ở phía trước, khi nói là trường hợp ngoại lệ. Chị nhớ nhầm, mặc dù cuối cùng là một phụ âm, nhưng mà đứng trước nó đến hai nguyên âm lận, thành nên nó rơi vào cái trường hợp ngoại lệ exception. Nghĩa là những cái động từ mà có hai nguyên âm thì không cần double. Ok, không cần double. I keep reminding you. Mi cứ cứ lặp đi lặp lại hoài cho các anh chị nhớ luôn á. Yeah, động từ to wake, wake wolf, woken, right? Woken. Okay, next one. Yesterday, when I walk in the park, I lose my watch. I mean watch. I lose my watch. Ngày hôm qua khi mà tôi đi bộ trong cái công viên á, tôi mất cái đồng hồ rồi. Ba chữ đi please. Ba chữ please. Lose, lost, lost, right? Lose, lost, lost. Các anh chị phải thuộc lòng như vậy. Yeah, when I was walking, I lost my watch. Okay, now next one. I wait for him quite a long time, but he not come. Tôi đợi ông ta rất là lâu. Quite a long time có nghĩa là for a long time đó. Tôi đợi ông ta rất là lâu, nhưng mà ông ta không tới. Yeah, cho cái ending sau luôn, please. Wait it, phải không? Wait it. Because the end at by a T. By T. Cuối cùng là chữ T, wait. Wait it. So was waiting, he didn't come. Okay, next one. Poor Cinderella have to work hard. Why her stepsister have fun at the bar? Cái cô Cinderella tội nghiệp á. Cái cô Cinderella, mình dịch cái này sao ta? Cái cô Cinderella rất là tội nghiệp á. Làm thì làm việc, phải làm việc cực khổ, trong khi đó em của cô ta đó, em của cô ta step sister là em khác cha khác mẹ luôn nha. Step sister là em khác cha khác mẹ luôn, thì có cái cuộc vui ở tại cái bar. Đây là một cái party mà cho hoàng cung á, không phải em họ mà em ghẻ đó. Em ghẻ đó có nghĩa là ba mẹ mình chết rồi, ba mình lấy vợ khác, và bà vợ đó bà có một đứa con khác, con riêng rồi, thì cái người con riêng đó gọi là step sister với mình. Ok, và em khác cha khác mẹ luôn. Okay. Khác cha khác mẹ luôn. Còn cùng cha cùng mẹ là half, okay, half sister. Half có nghĩa là phân nửa, hoặc là phân nửa của mẹ mình, hoặc là phân nửa của cha mình, gọi là half. Okay. Còn step là khác hẳn luôn, không có họ, không có máu mủ gì hết trơn á. Không máu mủ gì hết trơn á. Chứ không phải là hộ khẩu nha. Cùng chung hộ khẩu hết, nhưng mà half có nghĩa là phân nửa, có thể là con của ba, con riêng của ba, có thể là cùng cha với mình, có thể là cùng mẹ với mình. Ok, nào con này, con này. Cùng cha khác ông nội hả? Hỏi câu làm mắc cười quá đi. Giống như cha của ông nội mình gọi là cha nội.
Giống như cha của ông nội mình thì gọi ổng là cha nội. Phải không các anh chị? Hả? Hỏi cái câu làm Tiểu My mắc cười, nhớ cái câu đó. Ai biết đâu, Tiểu My chỉ biết cái ngộ ngộ cái là cha của ông nội gọi là cha nội. Ok, làm câu này các anh chị, please. Yes, tại sao cái động từ to help ở đây nó mình dùng cái continuous được? Tại sao cái động từ to help ở đây mình dùng cái continuous được? Tại sao các anh chị dùng là was having? Hả? Thật sự những cái chuyện cổ tích Việt Nam đó nó cũng cũng bắt chước theo những cái chuyện cổ tích của ngoại quốc đó các anh chị. Okay. Yeah, khi mà các anh chị nói I am having fun, các anh chị có thấy cái hành động having fun đó không? Hả? Các anh chị có thấy cái hành động having fun không? Have fun không? Có không? Sao không thấy? Have fun có nghĩa là khi mà nói I have fun, hay là I am having fun, có nghĩa là các anh chị thấy cái người đó đang hát một cách rất là thích thú, rất là enjoying, rất là hay là thấy cái người đó đang nhảy nhảy tới nhảy lui, hay là đang dance, hay là đang cười lớn, nói chuyện cười lớn, thì mình mới biết người đó đang have fun, phải không? Chứ cái, nếu mà người đó ngồi yên một chỗ không nhúc nhích thì làm sao nói là họ have fun được? Anh chị đồng ý không nhỉ? Anh chị phải tưởng tượng mới được. Khi một người nào đó người ta nói là oh she is having fun, thì mình sẽ biết là cô ta đang làm cái gì đó để chứng minh là cô ta fun. Phải không? Ví dụ như cô ta cười lớn thiệt là lớn cũng là một cái fun. Phải không? Hay là cô ta đang nhảy nhảy nhót mà cái mặt cô ta rất là vui vẻ thì cũng là cái fun. Hay là đang chơi game cũng là cái have fun. Nghĩa là phải do something. Ok. Cô ta đang have fun thì tất nhiên cái cô đó phải làm cái gì mình mới nói được là cô ta have fun. Chứ còn cô ta ngồi một chỗ cái mặt bí xị ngồi im không nhúc nhích sao nói là cô ta có fun được, cô ta have fun được. Đồng ý không nào? Hả? Say yes đi please. Phải không các anh chị? Các anh chị phải tưởng tượng. Cái không nhìn cô ta thấy cô ta buồn 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 hiu ngồi im sao have fun được. Phải không? Không chịu thì nói tiếp cho chết, cho chết tôi luôn cho rồi đi. Nhớ nha, how fun là action verb. Sau đây mình sẽ nói là her stepsister were help I mean yeah were having fun. Chừng nào stop thì nói stop nha. The children, no, không phải. Cái động từ help, to help đây bắt buộc là động từ chánh mà. Bắt buộc nó là động từ chánh, thành ra nó đâu có thể nào là động từ giả được. Phải không? Bắt buộc nó là động từ chánh mà. It is the main verb in the sentence, okay? See, it's not supposed to be the verb. The children take the cake when nobody look. Khi mà mình look, cái động từ to look ở đây nó là action hay là nó là linking các anh chị? Các anh chị phải hiểu. Nếu action thì mình dùng continuous được. Còn nếu linking thì mình không được dùng cái continuous. Cái động từ to look ở đây nó là action hay là linking?
Answer me, please. Nó là action hay là nó linking? Action có nghĩa là động từ đó, mình có thể mình thấy cái hành động đó được. Mình thấy cái người đó làm cái hành động đó gọi là action. Còn cái động từ mà mình không thấy cái người đó làm được cái hành động đó gọi là linking. Sau đây nó là action hay là nó linking? See and look. Look ở đây nó sẽ là action. Khi mà các anh chị nhìn một cái người nào đó mà một cách cố tình nhìn, cố tình nha, intend to do it, thì đó sẽ là action. Khi mà các anh chị nói I look at her, thì các anh chị có cố tình đưa cái con mắt nhìn cô ta không? Có không? Trả lời đi please. Có không? I look at her. Nghĩa là mình phải đưa cái con mắt, mình phải nhìn cô ta mới được. Phải không? Yeah, thành ra đây là action. Khi mà mình làm được cái hành động đó, cái hành động đó nó move, có nghĩa mình phải cố tình mình đưa con mắt mình nhìn, thì đó là action. Còn nói là I see her đây nó sẽ là linking. Tại sao? Là tại vì mình không có cố tình mình nhìn cô ta mà tự động tự nhiên cái hình ảnh của ta hiện ra trước mặt của mình, thành ra mình nói I see her. Anh chị thấy thấy rõ rồi. Thành ra cái động từ to see đây mình không có được dùng cái continuous, tại vì nó là linking. Mình không có thể nào mình nói là I am seeing her. Anh chị hiểu điều này rồi phải không? Nhưng mà mình có thể là mình nói là I am looking at her thì được. Phải không nào? Còn khi mà các anh chị nói I am seeing her, nó ra cái nghĩa khác. Nó ra cái nghĩa là các anh chị phải do something to see her, to meet her. Có nghĩa I'm seeing her nó có nhiều nghĩa. Nếu mà dùng cái continuous ở đây không, mình không có dịch là thấy nữa, mà mình phải nói là tôi đi tới nhà cô ta để gặp cô ta, hay là tôi đi tới cái chỗ hẹn ở đâu đó để gặp cô ta. Nghĩa là bắt buộc mình phải go, mình phải move, mình phải working hay là driving hay là do something to see her. Thì đây mới là action. Ở đây không còn dịch là thấy nữa mà mình phải làm cái chuyện gì đó để đi gặp cô ta. Hay là nếu mà ông bác sĩ mà ông nói cái câu này I'm seeing her, có nghĩa là ông ta đang khám cô ta. Nếu mà ông bác sĩ ông nói I'm seeing her thì mình dịch cái động từ to see này ra là khám bệnh. Okay. Còn nếu mà mình dịch là thấy thì mình không có được dùng cái continuous, mình chỉ nói là I see her hay là I saw her. Còn cái động từ to look là bắt buộc mình phải đưa cái con mắt mình mới nhìn. Okay. Nếu mà mình nhắm con mắt lại mình không còn là look nữa. Anh chị hiểu thì mình nói rồi phải không? Say yes đi please. Ok, cảm ơn. Yes, để khỏi tốn nước miếng nữa. Okay. Nhớ nha. Thành ra ở đây trở lại câu bài tập. Okay. Trở lại câu bài tập nào. The children take the cake when nobody look. Nghĩa là khi mà không còn ai cố tình nhìn cô nhìn nữa thì mấy đứa trẻ nó mới lấy cái bánh, phải không? Thành ra động từ to look ở đây là action. Đúng không các anh chị? Right. Sau đây nó sẽ là action. Và action mình có thể mình dùng cái continuous được. Thấy không? Sau đây mình sẽ nói là gì? The children took the cake when nobody was looking. Right? Yeah, took. Cho ba chữ nha, please. Taken. Okay, next one. Các anh chị coi nha.
Cái này cũng áp dụng hai cái động từ rất là hay. Last night, Sally watched, watched TV in her room. When suddenly she hear a scream outside. Hồi tối hôm qua đó, Sally thì nó coi TV đó, ở trong cái phòng của nó đó, phòng của cô ta đó. Khi mà thình lình cô ta nghe một cái tiếng hét, tiếng la lớn, tiếng hét ở ngoài. So they watch. Watch là bắt buộc, cái này là cái action phải không các anh chị? Khi mà các anh chị nhìn thì bắt buộc các anh chị phải đưa con mắt để nhìn. Okay, thành ra mình dùng continuous được, was watching. Còn cái hành động hear, hear nó không phải là action. Tại vì tự nhiên cô ta ngồi đó, cô ta không làm gì hết trơn, tự nhiên có nghe cái tiếng hét nó đập vô cái lỗ tai. Các anh chị thấy không? Thành ra cái hành động này cô ta không có làm cái hành động hear, mà tự nhiên nó tới với cô ta. Right? Thành ra nó, mình không dùng cái continuous được. So they hear, heard, heard. Very good. Okay. Okay, the fishing boat approached the seashore, the seashore when the tornado began. Cái chiếc tàu đánh cá đó thì mới vừa cập bến đã khá như vậy. Right? Khi mà tornado là bão phải không? Cơn bão tới bắt đầu á, cơn bão bắt đầu. It's so lucky. Yeah, bão tới. Rồi các anh chị làm câu này đi. Nhớ nha, cho ba chữ nếu mà động từ bất quy tắc. Yeah, was approaching. Ở đây mình nói là approach được cũng được, nhưng mà mình dùng cái continuous, nó nghe sống động hơn, nó diễn tả cái hành động, mình thấy cái sự việc nó trước mắt của mình, không? Khi mà chiếc tàu đánh cá đang cập bến, phải không? Đang cập bến thì cả bão nó tới. Sợ thì thôi, phải không? Và nó, tại sao đi dùng cái thì passive? Cái chị tránh dùng cái thì passive nha, please. Tránh càng nhiều càng tốt. Chỉ khi nào mà bắt đất dĩ lắm mình mới dùng cái thì passive. Còn nếu mà mình nói một cách active được thì mình nên nói cái. Đây tại sao dùng cái was began, bằng tâm. Nếu dùng was began thì chỉ mới dịch nè. Khi mà chiếc tàu đánh cá nó cập bến thì cơn bão nó được bắt đầu. Nhiều khi mình không có dịch từ tiếng Việt ra tiếng Mỹ được. Hay là cơn bão nó bị bắt đầu. Was beginning. Ok, cái beginning cũng không có dùng cái continuous được. Khi mà mình nói là I begin to do this test. I begin to work. Tôi bắt đầu làm việc. I begin to work. Thì cái hành động begin nó sẽ chấm dứt tích tắc một phút sau hay là một second sau, phải không? Cái hành động bắt đầu nó chấm dứt liền tại chỗ một giây sau đó. Phải không? Đồng ý không? An tâm. Phải không? Cái hành động, cái begin đó, nó sẽ chấm dứt tích tắc sau đó. Thành ra khi mà nó chấm dứt tích tắc sau đó, mình không thể nào dùng cái continuous được. Mình không có nói là I am beginning to do, to work. Mình đâu có nói như vậy được. Tôi đang bắt đầu làm việc. Nói đó là nói theo tiếng Việt. Nhiều khi tiếng Việt mình nói như vậy, nhưng mà qua tiếng Anh mình không có nói cách đó. Ok. Thành ra đây mình sẽ nói thẳng luôn. Begin. Right? Begin. Các anh chị hiểu rồi phải không? Những cái động từ như to stop,
start, to begin. Đấy, thì không có dùng cái continuous. Okay, không dùng cái continuous. Okay, next one. Câu này nha. I not can hear the bell because the radio play really loudly. Tôi không có thể nghe cái tiếng chuông bởi vì cái radio thì nó thật sự là lớn á. Nó thật sự là lớn á. Nghe lớn á. Quá khứ, quá khứ, quá khứ. Mình đang deal với past tense and past continuous, okay? Past tense and past continuous. Quá khứ, please, quá khứ. And cái quá khứ thêm ed phải cho cái ending sau td or id. Còn quá khứ cho cái irregular verb thì phải phải dứt ba chữ, okay? Phải dứt ba chữ. Can, could, thấy không? Can, could. Can, could. No. Động từ to can là động từ thường. Could, right? Couldn't. I couldn't hear the bell because the radio played. Thấy không? Playing cũng được, phải không? Các anh chị was playing cũng được. Was playing. Okay, next one. Was playing, yeah, was playing. Nó sống động hơn. Thường thường mình dùng cái continuous nó sống động hơn. Nhất là không mình không có mention cái thời điểm vô đó. Thành ra các anh chị nên dùng cái continuous nó nghe hay hơn. The aeroplane catch the fire just when it take off. Chiếc máy bay đó thì nó bị bốc cháy, phải không? Mình dịch là bị bốc cháy. Ngay lúc mà nó take off. Take off là gì các anh chị? Là bay lên hay là đi xuống? Cất cánh, yeah. Off là away from. Away from nghĩa là đi xa từ cái chỗ mà đang đứng. Các anh chị nhớ nha. Đâu phải hạ cánh mà nó là cất cánh mà. Landing mới là hạ cánh. Đúng không? Landing mới là hạ cánh. Anh chị có nhớ lộn không? Hay là Tiểu My nhớ lộn? Hả? Landing mới là hạ cánh, còn take off là cất cánh. Phải không? Lật từ điển đi. Các anh chị nhớ nha, cái chữ off là away from. Chữ off là away from. Có nghĩa là mình đi rời khỏi cái chỗ nào mà mình đang đứng. Okay. Sau đây mình sẽ dịch là cất cánh. Ok, sau đây mình sẽ dịch một cái là quá khứ và một cái là quá khứ tiếp diễn. The aeroplane caught, right? Caught. Just when it was taking off. Nói một lần nữa, anh chị thấy cái chữ off là away from. Okay. Thường thường là như vậy. Thành ra máy bay rời khỏi cái phi đạo là cất cánh. Okay, now next one. Lights go out when we discuss the plans for the following morning.
Chế à, đèn thì nó tắt đó. Tất cả cái đèn thì nó tắt khi mà chúng ta thảo luận cái kế hoạch đó vào buổi sáng sau đó, cho buổi sáng sau đó. Yeah, go and gone. Nhớ ba chữ please, go and gone. And we're discussing. Chúng ta đang thảo luận. Okay, next one. Okay, now. The singer sing his best hits while the fans try to climb the stage. I mean the stage. Cái người ca sĩ đó hát hát cái best hits là gì các anh chị? Best, I mean best hits là gì? Yeah, hit là những cái bài hát mà ông ta chọn, những cái bài hay nhất, những cái bài hát hay mà ông ta chọn. Ok, chọn vô một cái đĩa hay là một cái CD hay cái gì đó, nó gọi là cái hit. Ok, yeah, ông ta chọn đưa vô một cái gì đó. Yeah, và yeah, best không phải nổi tiếng mà những cái bài hát hay của ông ta, hay nhất của ông ta đó, hay của ông ta đó. Ok, để cho B-boy bây giờ. Ở đây mình sẽ dùng và hay nhất á. Hit cũng chưa có hẳn là hay nhất, nhưng mà dùng chữ best mới là hay nhất. Tại hit nhiều khi á, mình có cả chục cái hit luôn. Ok, tại vì nhiều khi có nhiều cái bài hát mình thích. À, mình đều thích hết trơn đó. Những cái bài hát mà mình rất là thích gọi là cái hit. Còn the best là hay nhất. Ok, nhiều khi mình có 50 cái bài mà mình thích, nhưng mà chỉ có 10 cái the best thôi, là khá như vậy. So the singer, ở đây mình dùng cả hai continuous được, phải không các anh chị? Được. Yeah, were singing hay là and were trying, right, đều được hết. Còn nếu dùng quá khứ cho cái sing cũng được, sing sang sung, phải không? Sing sang sung cũng được. Were trying cũng được, ok? Mình dùng thì nào cũng được hết trơn. Nhưng mà ít nhất mình dùng cái thì continuous nó nghe hay hơn, nó nghe sống động hơn. Cái người ca sĩ đang hát những cái bài hát hay nhất của ông ta, trong khi mà tại chữ why là both action happen at the same time, right? Cả hai cái hành động nó đều xảy ra cùng một lúc, phải không các anh chị? Ông ta đang hát thì những người khán giả, trong khi những người mà yêu chuộng ông ta đang cố gắng trèo lên cái sân khấu. Okay. Okay, next one. He dig in the garden and whistle to himself all day yesterday. Ông ta đang đào đào lỗ đào gì ở trong vườn á, để trồng cây hay làm gì đó, phải không nữa. Và thổi sáo, thổi whistle sáo miệng á. Và tự whistle miệng cả ngày hôm qua luôn, ông ta vui vẻ. Và một lần nữa, cả hai điều hành động đều xảy ra cùng một lúc, phải không? Nên mình dùng continuous for both.
Dạ, mình không cần lặp lại cái trợ động từ was nha các anh chị. Very good. Không cần lặp lại cái trợ động từ was. He was digging in the garden and whistling. Okay, whistling. Cuối cùng bằng chữ y, mình bỏ chữ y đi, mình thêm ing. Right, whistling. Okay, next one. Yesterday là hành động xong rồi. Đây là yes, đây là mình có thể mình kể lại được mà. Mình kể lại quá khứ được mà. Phải không? Mình kể lại quá khứ được mà. Đồng ý không nào? Ngày hôm qua đứa biết không? Ông ta vừa đào lỗ trong giường vừa quýt sáo cả ngày luôn á. Phải không? Kể lại như vậy được không? Được không? À, được không B-boy? Hả? Kể lại như vậy được không? Hả? Nếu không được thì tụi mày kể chuyện dở thì thôi á. Biết không, ngày hôm qua đó ông ta vừa đào lỗ vừa quýt sáo đó, được không B-boy? Hả? Nhưng mà đúng, ok, đúng, B-boy nói đúng, nhưng mà mình dùng cái continuous nó nghe sống động hơn, làm cho người ta tưởng tượng hơn. Ok, tưởng tượng hơn. Mình dùng thì nào cũng được hết trơn. Mình dùng simple past cũng được, mà mình dùng past continuous cũng được. Ok, nó sống động hơn, phải không? Ngày hôm thay vì nó ngày hôm qua đó ông ta đào lỗ và ông ta quýt sáo, nghe nó không có hay bằng. Biết không, ngày hôm qua ông ta vừa đào lỗ mà vừa quýt sáo, vừa đang đào lỗ mà vừa đang quýt sáo nữa, nghe hay hơn. Cái continuous các anh chị dùng hiện tại, quá khứ, tương lai gì cũng được, miễn làm cho cái sự việc nó sống động hơn, mình tưởng tượng nó đang xảy ra trước mắt hơn. Ok, thành ra không phải là quá khứ là chỉ dùng cái past tense mà không được dùng cái continuous. No. Cũng giống như là mình nói ngày hôm qua, cô ta vừa ăn vừa nói chuyện điện thoại với bạn trai của cô ta, phải không? Cô ta vừa đang ăn vừa nói chuyện điện thoại bạn trai của cô ta. Mình dùng cái continuous mình tưởng tượng được cái sự việc đó. Ok, câu này nha, câu này nha. When you realize that the train go the opposite direction. Khi nào mà bạn nhận ra rằng chiếc xe nó đi ngược chiều vậy? Chiếc xe lửa nó đi ngược chiều vậy? Cái câu này nghĩa là gì các anh chị? Câu này nghĩa là gì? Khi nào bạn nhận ra chiếc xe lửa nó đi ngược chiều vậy? Câu này nghĩa là gì? Yet when did you realize that the train was going the opposite direction? Yet khi câu này cái nghĩa cái the main point nó nghĩa là gì? Có nghĩa là mình đi, có nghĩa là mình đi lộn xe lửa rồi. Nghĩa là mình đi lộn xe lửa rồi, thay vì mình đi xe lửa bên kia không đi, đi xe lửa bên này, thành nó đến đi opposite cái direction mà mình muốn. Cái câu này nghĩa là như vậy chứ không phải xe lửa nó chạy ngược chiều nha các anh chị. Xe lửa mà nó chạy ngược chiều là chết hết rồi, phải không? Phải không? Xe lửa mà nó đi chạy ngược chiều là chết hết rồi. Cái này là mình ngược chiều chứ không phải là không phải là xe lửa nó ngược. Ok,
Nhớ nha các anh chị, khi người ta tạo chiếc xe lửa, người ta tạo nguyên một cái system thì không thể nào mà xe lửa nó đi ngược chiều hết trơn á. Đấy, thành ra ở đây có nghĩa là có nghĩa là mình đi lộn xe lửa rồi. Phải không các anh chị? Chiếc xe mà các anh chị đi cái opposite direction có nghĩa là các anh chị sẽ bị đụng xe rồi. Right? Lên nhầm xe lửa rồi. Thay vì mình đi tới không tới thì xe lửa nó đi chạy ngược trở lại, khá gì vậy? Ok, now next one. So đây là did you realize and was going? Okay. Cho nên nhiều khi học mình phải hiểu mới được. Học mà không hiểu là coi như tiêu. Học mà không hiểu là trả lời trật lớp. Right. Ok, next one. Nữa hay không vậy? Oh my god, còn có 15 phút nữa làm hết cho rồi đi. Ngày mai mình sẽ học bài mới, ok? Còn có... we only have 15 minutes left, okay, for today. Cái này hay nè, okay, this is the long one. The long one. Julie worked for hours when she suddenly noticed that the sun was sinking in the sky. She lost track of time because she think about the most important decision she ever had to make in her life. Julie thì đang đi bộ hàng giờ khi mà cô ta thình lình nhận ra rằng mặt trời thì nó đã bắt đầu đã đang lặn xuống, okay, lặn nó đã đang xuống ở trên bầu trời, nghĩa là mặt trời đi xuống á, trên bầu trời. Cô ta không có thể keep track hay là lose track, nghĩa là cô ta mất mất vậy sao ta cô ta không có theo dõi được cái thời gian đó, cô ta không biết được được cái thời gian á. Cô ta không có keep track được, nghĩa là cô ta lose track á, không để ý và như vậy đi, không để ý cái thời gian, bởi vì cô ta đang nghĩ về, cô ta nghĩ về một cái quyết định quan trọng nhất mà cô ta chưa từng làm ở trong cái đời sống của cô ta, trong cái trong cái đời sống của cô ta. Rồi các anh chị làm câu này đi. Ok, trước nhất các anh chị dùng cái walking. Cô ta đang đi bộ, cô ta đi bộ hàng giờ. Mình dịch là cô ta đã đi bộ hàng giờ hay là cô ta đã đang đi bộ hàng giờ? Các anh chị nghĩ cái hành động này nó chấm dứt liền cái lúc mà cô ta nghỉ ngơi không? Hả? Nó chấm dứt liền lúc mà cô ta nghỉ ngơi không? Hả? Thì mình nghĩ là nó chấm dứt liền. Cô ta đang đi bộ, tự nhiên cô ta nhớ lại cái sự việc mà cô ta, nên cô ta phải ngừng, phải không? Ngừng cái sự đi bộ, phải không? Giật mình mà. Khi mà các anh chị đang làm gì, các anh chị giật mình, các anh chị phải ngừng lại cái công việc đó, phải không? Đấy. Ở đây mình dùng cái past tense nó nghe hay hơn. Phải không? Nó mới sống động hơn. Đồng ý hơn nè. Đang đi bộ tự nhiên nhớ lại quán hồn, phải không? Nhớ lại thì tự nhiên cô ta ngừng cái sự đi bộ. Đồng ý hơn nè. Nha, nhiều khi cái continuous nó nghe sống động nhưng mà nhiều khi cũng tùy trường hợp, right? Ví dụ như là mình nói là ồ, tôi đang nấu ăn. Tôi đang nấu ăn thình lình. Tôi đang nấu ăn cả tiếng đồng hồ rồi, thình lình cái tiếng gõ cửa thì tự nhiên cái chị phải ngừng nấu ăn lại đặng chạy ra coi coi ai gõ cửa, đồng ý không nè, phải không?
cái gì mà cái suddenly nó làm cho mình giật mình, phải không? Thì mình chỉ chia sẻ các anh chị vậy thôi, tùy các anh chị hả. Ok, anh chị muốn dùng cái continuous tiếp tục cũng được, hay là các anh chị muốn ngưng ngay chỗ đó cũng được. Nhưng mà với tụi mình ngưng ngay chỗ đó nó mới làm cho nó mới nghe hay hơn. Cô ta đang đi bộ vậy đó thì lên cô ta ngừng lại, tại vì cô ta nhớ lại cô ta phải quyết định một cái sự việc gì đó, là khỏi gì vậy. Ok, so it's up to you. Right. Okay, have been walking. Ở đây mình không dùng cái thì đó. Dùng cái thì mà quá khứ, quá khứ, mình gọi là gì? Past perfect continuous. Khi mà các anh chị dùng cái past perfect continuous, nó phải diễn tả hai cái hành động. Một cái hành động xảy ra trước và một cái hành động xảy ra sau, mà nó phải là action kìa. Ok, nó là action kìa, nó mới nghe hay. Một hành động xảy ra trước và một hành động xảy ra sau, và hai cái hành động nó phải là action kìa, nó mới hay. Ok. Ok, rồi trở lại bài học đi. Em nên trở lại cái câu bài tập đi. Các anh chị dùng thì gì? Theo Tiểu My thì Tiểu My dùng cái quá khứ đơn, nó nghe hay hơn cái continuous. Tại vì cô ta đang đi bộ, thình lình cô ta ngừng lại, tại vì cô ta đang nghĩ về một cái sự việc khác. Cô ta giật mình, nó nghĩ về một cái sự việc khác. Tùy các anh chị. Rồi, she lose track of time. Thì đây dĩ nhiên mình phải dùng quá khứ rồi. Cái động từ to lose là mất, mình không có được dùng cái continuous nha các anh chị. She lost, right? She lost track of time. Okay, lost track of time. Because she thought, right? Thought about the most important. Chứ động từ to think nó là linking, mình không có dùng cái continuous. So cả ba đều là past tense. Okay. Okay, next one. No, that's my suggestion. Okay, they know each other for almost 5 years, and in that time, they had never agreed much. Lately, thought their relationship become stormy. Họ đã biết nhau gần như là 5 năm rồi. Và trong những cái lần đó đó, trong cái thời gian đó đó, lộn với nhau nhiều. Sau đó, I mean thought. Ở đây có nghĩa là mình nghĩ như vậy đó, hay là sự sự thật là như vậy đó. Cái sự sự liên hệ của họ thì trở nên stormy. Stormy nghĩa là trở nên gì? Storm là bão tố đó. Trở nên gay cấn, căng thẳng. Căng thẳng đó. Khi mà các anh chị nghe cái storm là các anh chị sợ rồi, phải không? Bão tố lợi là sợ rồi, stormy là mãnh liệt. Nhưng mà mình đây mình không dịch mãnh liệt. Mãnh liệt gì? Yêu nhau mãnh liệt hay là cái gì mãnh liệt, phải không? Chưa có rõ ràng, nhưng mà gay gắt hay căng thẳng, nó nghe hay.
hơn, trở nên căng thẳng. Ok, rồi các anh chị dùng câu này đi. Quá khứ noon, hết noon. Các anh chị mà dùng cái perfect á, khi nào mình dùng cái perfect ở đây? Thật sự là mình chưa học perfect không? Học rồi chưa các anh chị? Mình thật sự ra mình chưa học perfect thì mình không muốn các anh chị dùng cái thì perfect. Perfect thường thường nó một chỉ hai cái hành động, ok, thường thường nó chỉ hai cái hành động nhiều hơn. Một cái hành động xảy ra trước và một cái hành động xảy ra sau. Ví dụ mình nói là I had in before she came. I had in before she came. Tôi đã đang ăn khi mà cô ta tới. Có nghĩa là cái hành động ăn nó xảy ra trước cái hành động came. Phải không các anh chị? Right? Anh ở đây các anh chị đừng có dùng cái thì perfect ở đây tại mình chưa có học, please. Tại mình chưa có học. Ok. Để khi nào mình học rồi mình hiểu rõ hơn thì mình dùng ở đây. Cái bài tập hôm nay là áp dụng cái simple past and past continuous, những cái gì mà mình đã học rồi nha các anh chị. Với Tiểu My không bao giờ các anh chị chưa học mà Tiểu My cho các anh chị làm, đó gọi là cheating, gọi là ăn gian, phải không? Ok, next one nào, next one. Okay, we have 4 minutes left. Okay, thôi. Bài tập tới đây chấm dứt. Mình chỉ còn 4 phút nữa thôi. Okay, bây giờ ôm lại quickly nha. Ôm lại chút xíu thôi. Mình đã cho các anh chị câu dễ không cắt nghĩa nha. Các anh chị làm lẹ nha. George come to this country in 2007. Cho ba chữ hoặc là ending sound. Come, come, come. Cho ba chữ đi, please. Come, come, come. Nhánh nha, mình ôm lại. Thành ra mình phải nói rõ ra. Come, come, come. Right. Okay. He attend college classes every day. Nếu mà ED thì phải cho cái ending sound. Đây mình dùng thì continuous được không? He was attending, được không? Ông ta đang tham gia mỗi cái lớp học mỗi ngày. Nên đây mình dùng cái chữ was attending, nghe hay hơn. Phải không các anh chị? For a past activity, right? Hay là repeating activity. Okay. Now next one. He take a writing class last semester. I repeat right there. Let me delete omit one. So taking cũng có nghĩa là attending luôn. Okay, thành ra mình dùng cái continuous được. Taking có nghĩa là attending luôn. Okay. Okay, next one. Em mình dùng taking được nha. He attended regularly, studied hard and do very well.
đây tại sao không không nói không dùng cái thì continuous được các anh chị? Yeah, do it done. Tại sao không dùng cái continuous được ở đây B boy? Hả? Tại sao không nên dùng cái continuous ở đây? Yeah, cấu trúc nó parallel. Okay. Mình phải mình động từ nó phải đi song song với nhau. Right? Nhất là có cái chữ and đó. Okay, động từ phải đi song song với nhau, parallel, right? Attended. Right. Okay, next one. At home in Athens, he lived with his parents. He was living. Yeah, ở đây mình dùng cái thì quá khứ. Tại vì nó chỉ một cái permanent situation. Cái giống như là nó chỉ một cái fact vậy đó. Chỉ dùng continuous cũng được, dùng quá khứ cũng được. Okay. Ở đây nếu mà có câu sau này đó thì cái câu trước nên dùng quá khứ hơn là cái continuous. Okay. Here in the US, nghĩa là United States, he lived with his uncle and his family. Ở đây ở Mỹ, cậu ta già đang sống với cậu của cậu ta và gia đình của cậu của cậu ta. Okay, next one. He returned home for visits twice a year. Yeah, he was returning. Okay, nó nghe hay hơn. Tại vì cái hành động này nó vẫn tiếp diễn mỗi năm, phải không? Mỗi năm, right? So mình dùng cái continuous nó nghe hay hơn. He was returning. Okay, câu này nha. À, được, nhưng mà mình đang làm bài tập áp dụng về quá khứ. Okay, về quá khứ, về simple past and past continuous. He returned home for good last month. For good là gì các anh chị? For good là gì? Hả? Câu này dịch sao? He returned. That's right. For good là gì các anh chị? Không phải an toàn. For good là cho những cái lý do mà vui vẻ, mà tốt đẹp á, không phải for dễ. Okay, không phải dễ. Giống như là không phải về nhà sớm. For good có nghĩa là hồi tháng rồi đó có đám cưới của em của cậu ta nên cậu ta trở về nhà. Okay, for good là for những cái sự việc gì mà nó vui vẻ, nó tốt cho cái sự mà cho cái cuộc đi về nhà của cậu ta. Okay, các anh chị hiểu không? For good là như vậy. Thí dụ như là I quit my job for good. Nghĩa là gì? I quit my job for good. Nghĩa là gì? Tôi nghỉ làm. Tôi nghỉ cái công việc. For good có nghĩa là là tôi nghỉ cái công việc tại vì tôi có cái việc khác nó tốt hơn, hay là tại vì tôi có cái business, cái gì mà nó tốt hơn, cái gì mà cho nó tốt á, nó vui vẻ, okay, mới gọi là for good. Okay, các anh chị hiểu chỗ này rồi phải không? Ông ta về nhà tại vì ông ta cưới vợ, ví dụ như vậy. Ta trở về nhà tại vì chúng ta cưới vợ,
đó là for good, hay là khái như là trở về nhà ba mẹ ông ta cho ông ta tiền. Nghĩa là cái sự mà mình làm đó, cái kết quả nó tốt hơn vậy đó. Okay. No, không có nói for bad. Thường thường ta nói for good, không có ai nói for bad hết trơn. For bad vậy làm chi? Hả? For là cái lý do. Thì cái lý do nó good hơn là cái lý do bad. Không có ai nói for bad thế nha. Never ever. Okay. Ok, that's it for today. Time is up. Hết giờ rồi. Bị ép về lấy vợ là for bad. Ok, for bad. Ok, and that's it for today. And I'll see you tomorrow, ok? And tomorrow we want to move to the next lesson, which is the seventh tense. The seventh tense là thì gì ra? Yeah, tomorrow mình sẽ học past perfect, ok? Ngày mai mình sẽ học thì past perfect. And chúc các anh chị ngủ ngon nha. Bên Việt Nam ngủ ngon. Chúc các anh chị khác mỗi ngày mỗi đêm bình an vui vẻ. Okay. You're very welcome, các anh chị. Thế bài các anh chị gửi mai lại cho ớt nha. Hello, hello, hello. Các bạn có nghe Hà Cát nói không chị? Không ai trả lời hết rồi rồi. Ok. Ai nghe rồi, thank you. Ai sao các bạn Hà Cát nói nãy giờ không thấy ai trả lời hết. Hello Gambler. Hà Cát có nghe ABC nói Gambler sắp giúp các bạn phải không? Hà Cát cũng thấy có một người trả lại nữa nè là Lonesome Love. Lonesome Dove, Dove. Ok, Dove. Hình như trước Dove cũng hay lên giúp các bạn đó phải không? Lonesome Dove, dạ. Các thấy có rất nhiều các bạn đã trở lại. So yes, nếu mà các bạn nếu mà Dove and Gambler có thể lên giúp cho các bạn thì cho Hà Cáo hoặc là cho ABC biết nhé. Bây giờ ở trong room có rất là nhiều các bạn mới vào học bây giờ cho nên nếu các bạn có thể giúp một tay để giúp cho các bạn mới vào đó thì Hà Cát cảm ơn rất là nhiều. Từ bắt đầu từ tuần này các bạn nhé, cho tới khoảng chừng gần cuối tháng 1 là lớp 11 giờ Hà Cát sẽ cố gắng mời một số các giảng viên ở trong này, các instructor ở trong này lên để giúp cho các bạn vào lúc 11 giờ thứ hai cho tới thứ năm. Thứ sáu thì chúng ta sẽ có dài giờ hơn là tại vì cô Bội Nghi và Svaye đang nghỉ mùa đông cho nên Hà Cát đã nhờ một số các instructor lên lớp cho các bạn vào tối thứ sáu và 11 giờ tối từ ngày thứ hai cho tới thứ năm. Alright, so mỗi một ngày Hà Cát sẽ cố gắng vào sớm để Hà Cát có thể viết lên trên banner cho các bạn biết. Hà Cát biết là ngày mai thì FEOC sẽ lên với các bạn sau giờ của cô Tiểu My. Cho nên các bạn có cái cơ hội để mà lên để mà luyện tập thêm về âm. Hà Cát sẽ nếu mà có được Gambler and Mr. Lonesome Dove nếu mà giúp đó thì Hà Cát sẽ
liên lạc với hai bạn nếu có thể sắp xếp thời giờ, giờ lên giúp cho các bạn những cái ngày, cái giờ hoặc các giờ nói nha. Đã nói rồi, chúng ta cũng có thêm hai người instructor mới. Các bạn biết đó là Gamer Wasaki và also Happy Happy Forever. Bởi vậy cho nên chúng ta sẽ có rất là nhiều lớp ở trong này để cho các bạn cùng học. Correct. Khu gấu thì khỏi nói rồi, xí xọn quá chừng chừng luôn. Nhưng mà có thêm một người cái giọng rất là giống khu gấu nha, đó là gì Hà Cát cũng mất tiêu tên rồi. Hà Cát mới nói chuyện như hôm qua đây nè. Phúc Buồn, đúng rồi, Phúc Buồn đọc cũng rất là tốt. And also có Keep Patient cũng vừa có lòng muốn giúp đó. Thành ra Hà Cát sẽ liên lạc với tất cả các bạn rồi sắp xếp thời giờ. Các bạn add nick ESBot giùm Hà Cát nha. ESBot nick này thì Hà Cát ít ít lên, các chị có vào khi mà giữ lớp của các bạn thôi. Bởi vậy cho nên khi nào có giờ lớp Hà Cát mới vào cái nick này. Còn cái nick ESBot, I'm sorry, ESL bot, cái nick này Hà Cát vào nhiều hơn. Ok. All right, and thanks to you, Gambler. Ok, còn những người khác thì nếu bạn nào thấy mình muốn giúp cho beginners, những bạn mới vào đó thì cứ liên lạc cho Hà Cát biết nha, dùng nick ESL bạn. Alright, hôm nay chúng ta sẽ có một bài Hà Cát, cái này không có nằm ở trong cái phần của English for Beginners các bạn ha, tại vì lớp của English for Beginners thứ bảy và chủ nhật thì Hà Cát đã có sẵn bài riêng cho các bạn rồi, nhưng mà cái bài này Hà Cát đưa lên để mà dùng khi nào mà Hà Cát serve cho các instructor khác, cho nên Hà Cát sẽ đã có bên Skype, Hà Cát mở Skype rồi. Cái bài này nó rất rất là dễ cũng cho beginners, nhưng mà chúng ta sẽ tập về intonation. Để Hà Cát coi, Hà Cát không biết là các bạn ở trong này đưa tay lên học cô Tiếu My hay là còn ở đây.